Chúc đại gia đình an lạc với ai gia đạo Phật. Có những người hỏi những đức sao thầy niệm Phật mà niệm địa chung mà sao không chắp tay lên cho cung kính. Những đức nói những đức chắp tay lên nhìn thì thấy cung kính nhưng mà mỏi tay quá. Cung kính Phật nhưng mà những đức mỏi quá nên những đức trông cho mau hết cái thời gian 20 phút để tay xuống. Nên cung kính nó thấy không đặc biệt. Nên Phật A Di Đà kêu những đức để tay xuống niệm cho thoải mái đi con. Còn nếu ai mà chắp tay mà thấy thoải mái nhất, niệm Phật mà không có trong giờ thì cứ chắp tay. Còn ai mà chắp tay lên mà quá mỏi tay mà trông mau hết giờ thì thôi để tay xuống. Chắp lên hay để xuống gì cũng được, miễn niệm Phật mà an lạc là được rồi. Cái này là cái quan trọng quý vị. Giống như chúng ta ăn cơm vậy thôi, nhai cách nào cũng được, miễn cảm thấy ngon là được rồi. Thì sao mà nó thoải mái nhất thôi quý vị. Chứ giờ cái miệng ta đẹp, người ta nhai dễ thương, cái miệng mình thì xấu. Mà nhai theo cái miệng người ta thì nó còn vô duyên hơn. Thôi mình cứ nhai theo cái miệng của mình đi. Còn cái miệng người ta đẹp thì cứ nhai cái miệng của người ta. Hiểu chưa? Đó là tự tại nhất quý vị. Phật Pháp dạy mình không bị chướng ngại. Nhớ nghe, không bị chướng ngại về bản thân mình. Nên Phật Pháp áp dụng vô từng người. Nên từng người phù hợp quý vị. Người da đen thì niệm Phật theo da đen, người da trắng thì Phật da trắng. Người lùn thì niệm Phật theo người lùn, mà người cao niệm Phật người cao, người mập niệm Phật theo người mập. Người bệnh đau niệm Phật theo được của người bệnh đau. Người nằm chỗ niệm Phật theo cách của người nằm chỗ. Có nghĩa là nó đều phù hợp hết, không nhất thiết đặt một vấn đề cố định. Thí dụ như giờ mình khỏe mình lễ Phật nổi, bà già bà đi không nổi lấy đâu lễ Phật. Không lẽ mình nói bà đi không nổi bà đi chỗ khác chơi. Vậy thì tội cái bà mà đi không nổi quá. Nên bản thân của mình cho bà mượn hai cái chân. Nghĩa là đem cái ghế lại cho bà ngồi để bà niệm Phật, mình thì lễ Phật. Bà cụ bà hỏi, ủa sao con đi lễ Phật? Nói gì con còn hai cái chân khỏe. Mình hỏi lại tại sao bà không lễ Phật, nay bà lại không nổi con ơi. Thấy không? Thì thấy nó rất là tự tại quý vị. Nó đều được lợi ích hết. Tùy theo cái lợi ích của mỗi một con người thọ nhặt. Giống như Phật Pháp là như một cơn mưa vậy. Mưa thì bình đẳng. Đó. Mọi loài hưởng theo cái bình đẳng đó. Sự tiếp nhận của cây to thì hưởng nhiều, cây nhỏ hơn thì hưởng ít. Đại địa hưởng theo đại địa. Đó. Phật Pháp y rang vậy đó quý vị. Làm sao mà ai cũng được lợi ích hết. Đó. Cái đó là cái đặc biệt của Phật Pháp. Nên những đức không chấp tay là gì có nguyên lý. Nếu như những đức chấp tay thì nhiều người sẽ chấp theo. Và nhiều người cũng nghĩ những đức phi thường quá. Vì những việc này những đức đã từng làm qua hết rồi. Những đức đã có một khoảng thời gian lễ Phật không bao giờ dùng niệm. Nhưng xin thưa quý vị, rất đau đầu gối. Đau lắm. Mà ngã mạng nên cố gắng. Cố gắng đến một ngày đầu hàng. Cố gắng đến một ngày rồi một số người cứ theo nói hoài. Nói thấy thầy lễ Phật mà không có niệm tội nghiệp quá. Đau đầu gối thầy.
con xót xa lắm. Xong bản thân những đứa cũng đã đến lúc sắp sửa bỏ cuộc mà gặp có cơ hội đó, chỉ có người nói thôi. Xong những đứa nói rằng là quá nhiều người đau lòng vì thấy những đứa lễ Phật không có niệm, nên thôi mình không muốn làm điều đó cho người ta đau lòng. Chứ thật sự kẻ đau lòng nhất là mình. Mình nói rằng lâu quá tại sao không ai nói mà tới giờ mới nói. Thiệt tình là vô tình ghê. Nhưng mà nhiều người thì nói rằng là việc của thầy không ai dám nói. Nói cứ nói đại đi, biết đâu phù hợp rồi sao. Đúng không? Đúng không? Cứ nói đại biết đâu phù hợp rồi sao. Đúng không? Đúng không? Bởi vì mình thấy mà ông thầy ông khổ hạnh quá. Có khi thật sự bản thân ông cũng muốn bỏ cái khổ hạnh, nhưng mà giờ ai cũng tán thán ông hết trơn thì chết mồ. Ông phải tiếp tục khổ hạnh hoài, tội nghiệp ổng lắm. Đó là cái điều này, nhân đức, chính nhân đức nè, chính bản thân nhân đức. Nên nhiều đó nhân đức gặp một cái vị nào đó, nhân đức mới đi tu, ông chuyên gia ngủ ngồi, ông ngủ với ông ốm, ốm đến mức mà ông đi đâu ông cầm theo bình thuốc. Thì có lần nhân đức ngồi nói chuyện với ông, tho thẻ nói với ông, thỏa thẻ nói với ông. Nói ủa sao mà thầy đi ngủ ngồi chi mà ốm o rồi cầm bình thuốc theo. Ông nói là hồi đó cũng định ngồi thử, nhưng quá nhiều người tán thán, cuối cùng quyết tâm ngồi luôn. Rồi sau này càng ngày nhiều người tán thán, rồi ngồi luôn. Tới bây giờ cũng nhiều người tán thán, thì cứ ngồi luôn. Nhân đức nói vậy thì chắc thầy chết. Quý vị thấy kinh khủng không quý vị? Những câu chuyện nó rất là lạ kỳ mà mình phải gặn gũi và phải xác thực, rồi bản thân mình mới tìm hiểu được sự đau khổ của người chịu khổ. Thật sự mình nói trong cuộc đời này không ai muốn khổ đâu quý vị à. Nhưng mà phải chịu đựng thôi. Chứ nói lấy khổ làm thầy thì cái đó, tại vì mình gặp cái khổ thì mình phải cố gắng từ đó mà vượt lên, thì phải lấy khổ làm thầy thôi. Chứ không ai dạy gì đi khổ làm gì. Đó thật sự mà nói, không ai dạy gì đi khổ. Thí dụ như mình có đồ mới mà khi mình vặn đồ cũ thì điều này không chấp nhận được. Không chấp nhận được quý vị, có nghĩa là nếu ai mà kêu mình vặn đồ mới thì nhất định mình sẽ vì chúng sanh mà vặn. Chứ thật sự thì trong lòng mình rất thích bạn, rất thích. Nên nói mà lấy khổ làm thầy thì cái việc này là rõ ra là bất đắc dĩ. Bất đắc dĩ thì ví dụ như không có đồ ăn thì kêu ăn đồ ăn dở chứ. Chứ có đồ ăn mà kêu ăn đồ ăn dở là điều này mình đang ép người, đang ép người đi vào cái khổ. Có khi mà quý vị tán thán họ ăn khổ hạnh, rồi cuối cùng quý vị ăn ngon kế bên họ, đó là điều mà quý vị đang làm khổ họ, vô tình khổ họ dữ lắm. Tại vì quý vị ăn đồ ăn ngon trước mặt họ, họ rất thèm quý vị, rất là thèm. Vì tâm trạng này những đức cũng đã từng trải qua. Cái thời điểm những đức ăn rau một buổi trưa một dĩa đó, một số người nói tội nghiệp những đức quá, mà trước mặt những đức họ cứ ăn đồ ngon suốt vậy. Ăn đồ này đồ kia ngon. Thật sự mà nói trong lòng mình lúc đó quán hận lắm, rất là quán hận. Ví dụ mình ăn rau mình quán hận. Quán hận là gì? Tại sao những con người này họ đối xử với mình như vậy? Phải chi họ nói một câu giùm mình một cái thôi, phải dưỡng sức để lo cho đại chúng, ăn đồ lại đi, thì mình nói à tôi vì đại chúng mà tôi cố gắng ăn. Cậu này họ cứ tán thán mình suốt kìa. Có những lúc mình ngồi mình nói rằng là chắc mình sẽ chết. Tại vì những lời tán thán này mà mình sẽ chết. Rồi cái thời gian cứ tu từ từ ý vị. Rồi lúc đó cái tự nhiên mình phải nói rằng mình phải biết thương mình. Mình thương mình hơn ai hết tất cả. Mình không thể nào vì cái ngã của cái hư danh mà lại đưa mình vào cái khổ đau của cuộc đời. Nên từ nơi đó bây giờ giác ngộ rồi, không có khổ nữa. Có đồ ăn ngon thì cứ ăn đi, có đồ đẹp thì cứ bặn thôi, có dép mới thì cứ mang thôi.
ngày mai chết thì buông xuống về cực lạc. Chứ giờ sao giờ quý vị? Nhưng Đức đã từng gặp một người, họ chết rất xấu, cực kỳ xấu. Mà trước khi mà họ chết 5 ngày, họ nói rằng là cuộc đời con rất là hối hận. Như Đức hỏi họ, hối hận cái gì? Xe con xe mới chưa từng được đi, rất nhiều bộ đồ mới con chưa từng được bằng, và nhiều đôi dép của con vì nhà khá giả chưa từng mang. Tiền bạc của con nhịn xài bây giờ chưa được xài, trong lòng con không chấp nhận ra đi. Nhưng Đức nói cô phải chết mà thôi. Vì thọ mạng đến cô phải chết. Nếu cô không chấp nhận thì cô cũng phải chết. Mà cô rất tức vì những món đồ cô để lại bao nhiêu người sẽ dùng. Cô tức lắm. Thôi, cô hãy tùy hỷ vui vẻ mà ra đi. Hẹn lại đời sau để tiếp tục xài. Nhớ phát nguyện, nếu đời sau được làm người, có của thì hãy xài đi. Đừng bao giờ hối hận khi chết mà không xài. Nó thấy ghê, kinh chưa quý vị? Tại vì khả năng họ chỉ có vậy thôi. Nên mình nói với họ vậy để cho họ chấp nhận. Khi tới ngày cuối cùng họ yếu, những Đức khuyên họ nên niệm Phật. Về thế giới cực lạc sẽ thấy tất cả cái của này của cô ở đó. Thì lúc đó bà chịu niệm Phật. Vì bà muốn cái của đó mà bà niệm Phật. Nhưng cuối cùng không biết bà giảng sanh đi đâu. Bấm tắt cái này chứ. Nên từ nơi đó mà mỗi một người mình học Phật đều có những bài học xác thực trong cuộc sống. Như hôm qua những Đức đi Tây Ninh, cũng gần Tây Phước. Nên quý vị biết rằng là có những người đi chung người ta rất là quý mình nha. Khi ban đầu thì đi chiếc xe này, đi một chút thì có những Phật tử người ta quý mến mình, người ta muốn kêu mình qua xe, người ta ngồi để đi dọc đường, người ta chỉ chỗ này chỗ kia ở Tây Ninh, chỗ nào chỉ cho những Đức biết. Có anh đó, anh rất quý mình, anh nói thầy qua xe con đi, thầy đi chung đi, để con chỉ một số địa điểm Tây Ninh cho thầy biết. Những Đức hỏi biết chi à? Nói thì biết để một ngày nào thầy đi đến. Những Đức nói đi lần này không hẹn ngày gặp lại đâu. Thôi khỏi biết. Biết nhiều khổ nhiều. Biết ít khổ ít. Không biết là tốt nhất. Thấy không? Ở đây chỉ mấy chỗ đẹp quá, trong lòng về nó mơ ước quý vị. Nguy hiểm. Rất là nguy hiểm. Nên là hình như anh kêu hai lần cũng không qua xe ảnh. Rồi, những người cũng kêu qua xe đi chung. Lâu lâu thầy đi ra ngoài, thầy ngồi xe con một chút. Những Đức nói ngồi xe nào cũng bằng xe cực lạc. Mình mà sang xe nhiều quá, có khi mình không còn chiếc xe nào. Nên đã lỡ chọn chiếc xe mà đi thì thôi cố gắng mà ngồi. Dù lỡ có bể bánh xe cũng cùng nhau đẩy. Những câu này nó không đơn giản đâu nghe. Phải ngồi suy nghĩ. Có khi những câu nói như Đức nó truyền tải vui vui, nhưng mà nó không đơn giản chút nào đâu quý vị à. Quý vị đã chọn chiếc xe của những Đức á, thì lỡ những Đức có bể xe thì bể bánh xe thì quý vị cũng phải đẩy phụ chứ. Chứ quý vị chơi làm chi mà dội vàng quay xe gì. Hiểu chưa? Ít gì chúng ta cũng có những ngày tháng quá đẹp trong cuộc đời quý vị. Không thương thì nghĩ chút tình, không của mình thì của người ta chứ. Cho mình sống chi mà dội vàng quý vị. Dễ dàng, dội vàng quay xe chứ. Thấy không? Đó, nên đó là cái xác thực đó. Nên những Đức ngồi một chiếc xe khi đi và về một chiếc xe, không qua xe ai cả. Nhưng những Đức tin chắc những con người đi chung như Đức hôm qua, người ta rất quý những Đức. Vì sao? Vì lâu lâu đi ra ngoài nhưng mình không có cảm giác với cuộc sống bên ngoài. Mình vẫn thích ở một nơi nào niệm Phật thôi. Và hôm qua những Đức có nói một câu rằng mai mốt những Đức đi đến đây. Có cô đó, cô nói rằng là mỗi lần thầy lên Tây Ninh
sẽ có người dẫn thầy đi ăn suốt. Thôi khỏi, thầy khỏi cần phải lo. Bữa nay quán này, ngày mai quán nọ, ngày mốt nhà hàng kia, thầy đi ăn suốt luôn. Nhưng Đức nói rằng là từ hôm nay có lên lại Tây Ninh thì chúng ta hãy bắt thang mà hướng về Tây Phương. Bằng cách nào phải không? Đó là đến ngay địa điểm đó và tu ngay địa điểm đó, rồi ở ăn ngay địa điểm đó, rồi trở về nơi nào mình tiếp tục tu nữa. Không đi ăn bất cứ một chỗ nào khác địa điểm mà mình đến. Đó là hôm qua Đức nói rất rõ ràng luôn. Không đi ăn đâu. Thích ở nơi nào, là ở chỗ nào, dù là chỗ nhà nhỏ, nhà nghèo, cũng thích ở chỗ đó và ăn uống ngay chỗ đó. Thích gì đó, không đi đâu. Quý vị ơi, có khi chúng ta có nhiều nhà mà mình không biết ở nhà nào. Chính cái bà đó bắt gặp như Đức bà nói rằng là bà là phụ nữ nhưng mà bà có ba đời chồng. Bà nói rằng cuối cùng bà không biết sống với chồng nào. Thấy chưa? Quý vị thấy kinh khủng không quý vị? Nó nghĩa là rất khổ. Nên có khi nhiều nhà mình không biết sống nhà nào. Nên căn nhà nào cũng chung chung, mình không bồi dưỡng một căn nhà được. Có những người, người ta tu hành, người ta biết rất nhiều pháp tu, nhưng mà không pháp tu nào người ta đột phá tới cùng. Nên bản thân người ta không bao giờ lãnh ngộ được cái pháp tu đó. Không bằng chúng ta biết một câu A Di Đà Phật niệm đến cùng, để mà quyết chí đời này về thế giới cực lạc. Cái này quan trọng nè, rất quan trọng với tao. Nên quý vị đi đường thì có khi có những lúc cũng phải lui xe và quay xe, nhưng bị lui về đâu và quay về đâu thì phải suy nghĩ cho thật kỹ nghe quý vị. Lui để rồi tiến đến chỗ nào và quay để quay về chỗ nào. Đó, cái này là cái quan trọng lắm nè. Nên đừng có vội vàng chọn lựa và cũng vội vàng thay đổi. Khổ lắm quý vị ơi, là quý vị đúng không? Nên từ nơi đó mà bây giờ mình có được ông thầy hô hướng dẫn. Thôi cố gắng chấp nhận đi. Dù có khi ông nói chuyện cũng thô thô một chút, mà ông nhiệt tình. Mỗi ngày cũng tu với mình xuyên suốt, nói chuyện Phật pháp cho mình nghe ngày 4 năm thờ. Ở đâu mà kiếm được hô thứ hai nữa. Nói củi khô dễ nấu mà thầy xấu dễ xài. Nên quý vị thấy rằng là lúc thương thì cũng thương, mà lúc chữ nó cũng chữ. Mặc tình cho nó dằn vặt, nó nhồi như bột. Cuối cùng đi làm bánh cam. Làm cái bánh cam xong cũng chưa chịu tha thứ, nó còn bỏ vô chảo nó chiên. Nó bắt dầu nóng 100 độ, nó bỏ vô nó chiên quý vị. Nó chiên xong rồi chưa xong vậy đó, nó lấy đường nó quết mạch nga, nó chét lên trên một thấy một mớ đường lên trên. Rồi chưa xong nó gan mè, nó gắt vô. Kinh khủng không? Nó mà cái khổ của cái mà bị dòi nhồi bột là nhồi te tua tả tơ hết rồi, đúng không? Nó, rồi mới ra được cái bánh cam, không đơn giản đâu quý vị. Nên cả cuộc đời muốn sanh về cực lạc thôi, phải cam chịu khổ đau, cam chịu thử thách, cam chịu thiệt thòi. Vì sao? Vì mình muốn sanh về thế giới cực lạc. Hay, những điều này quan trọng ghê nghe quý vị. Nói vòng vòng chứ không sao, nó cũng ra hết trơn. Hiểu không? Đó, vậy thấy không? Thấy quan trọng chưa? Vậy đó mà mấy cái người muốn giảng sanh cực lạc mà chỉ càng mà nói nhẹ một câu là buồn, là giận, là trách. Tôi thấy mấy người không biết cam cái gì. Mấy người chắc là bán cam. Nên từ nơi đó mà mình á, phải nhớ kỹ, từ đây về thế giới cực lạc mình phải chịu nhiều thử thách dữ lắm. Nó không có đơn giản như mình nghĩ đâu. Tại sao mình niệm Phật mà không có cảm giác an lạc và không có công phu đắc lực? Vì ngay cái chỗ mình chưa phải quá khổ,
Khi mình khổ, cực kỳ khổ rồi, lúc đó mình không biết nương vào ai, lúc đó mình sẽ nương hoàn toàn vào Phật à. Lúc đó mình niệm Phật tự nhiên đắc lực liền, công phu đắc lực liền quý vị nha. Hãy nhớ kỹ điều này nghe, hãy nhớ câu Phật hiệu đừng quên nghe quý vị. Câu Phật hiệu quan trọng lắm á, không đơn giản đâu. Đó, nên những đức nói rằng là bản thân mình là người niệm Phật muốn sanh cực lạc. Nhớ chỗ này. Người ta đòi nợ mình trả, người ta thiếu nợ mình quên. Nên có một câu mà có người nói rằng: chỗ của tôi ở chỉ kể tội không kể công. Tốt. Kể công thì xài phước, mà kể tội thì tiêu nghiệp. Nếu như bạn chịu được, kể công thì xài phước, kể tội thì tiêu nghiệp. Nhưng khi bạn kể tội người khác mà không kể công, tâm bạn như thế nào? Cái tâm mà có thể kể tội không kể công chỉ có nhân quả thôi. Chỉ có khả năng của nhân quả mới kể được. Bạn là phàm phu mà kể tội không kể công, bạn sẽ sanh phiền não. Mà bạn sanh phiền não thì tam đồ ác đạo có phần cho bạn. Cẩn thận, hết sức cẩn thận, nguy hiểm lắm quý vị ơi. Nên có những cái quan hỷ phải tán thán, nguyên lý nó là như vậy. Nghe không? Nên đầu chiều như thế có nói một câu rất là hay: thiện và ác thì giống như bằng ngày và bằng đêm. Vì thấy không, 24 tiếng phân ra 12 tiếng ngày, 12 tiếng đêm. Nên gọi là thiện ác cân bằng, ngày đêm cân bằng. Bằng ngày cho chúng ta công việc, chúng ta làm quá giờ luôn khi chúng ta không được ngủ trưa, nhưng trả lại cho chúng ta bằng đêm chúng ta được nghỉ ngơi để sáng lo công việc. Không lẽ quý vị đi chê trách bằng đêm sao? Không lẽ quý vị đi chửi bằng đêm hả? Nó bây giờ nếu như chúng ta chỉ hướng đến thiện thôi, vậy thì cái mặt ác thì hiện để đâu? Mà cái mặt ác này bản thân mình cũng có nữa. Nếu như mà không có người thể hiện cái mặt ác để cho mình cơ hội làm ác quay đầu, vì thì cái ác quý vị đem đi đâu? Không lẽ quý vị đem vô tam đồ ác đạo xử lý hả? Nên có cái người ở cõi đời này thể hiện cái ác để cho quý vị có cơ hội để mà điều chỉnh chính mình, không cảm ơn mà còn nói này nói kia nói nọ. Hiểu không? Nó một ngày nào lỡ quý vị làm ác đi, rồi quý vị đi tu đi, quý vị niệm Phật, quý vị lễ Phật như người ta đi, rồi lúc đó quý vị sẽ cảm giác à. Nghe không? Sợ quý vị tu bao nhiêu năm mà lỡ bị sai một cái gì bị trốn mất tiêu, vì cái ngã to lớn quá mà trốn luôn á. Cái này mới đáng sợ. Phải đáng sợ nhất là chỗ đó. Nên phải đối mặt với sự thật của nó để vượt lên chính mình, để về sau có những người sai người ta có cơ hội quay đầu. Giống như Đức gặp hai chị này, hai chị kể hai câu chuyện cuộc đời của hai chị. Một chị thì chị nói rằng nếu con không gặp thầy con đọa chắc chắn, sâu lắm. Nhưng Đức nói sâu cỡ nào? 18 tầng địa ngục con sẽ xuống tới dưới đó. Hỏi cô làm cái gì dữ vậy? Cô nói rằng là con thường lấy chồng ta thôi chứ không làm gì. Nói công nhận cô cũng cường khôi thiệt. Cô cũng đẹp nên cô mới có khả năng lấy chồng người ta được. Cái người mà bị lấy chồng là do gì không dễ thương bằng cô. Cô rất là xuất sắc. Bà nói chàng ơi con vậy mà thầy còn khen nữa. Khen câu trước, coi chừng câu sau nó giết cô. Hiểu không? Nó nên từ nơi đó mà bà nói nhờ nghe vậy Đức nói chuyện, bà đã quay đầu và cuối cùng bà ăn chay niệm Phật luôn. Và bà không lấy chồng ai nữa hết. Thấy đặc biệt chưa? Một người đã quay đầu. Thấy chưa? Thấy đặc biệt chưa quý vị? Còn người chị thứ hai là gì? Chỉ làm gái 20 năm. 20 năm làm gái. Mà nhìn chị này đẹp vô cùng. Mà làm gái 20 năm. Nói câu này coi chừng có những người nói tu mà còn đẹp. Nói ừ đúng rồi. Bây giờ tôi làm cư sĩ có quyền thấy đẹp chứ. Đó là người xuất gia thì nói
tu mà còn đẹp, bữa nay tôi làm cư sĩ thì tôi nói thấy đẹp thì nói là đẹp thôi, đúng quý vị. Chị rất đẹp, chị làm gái 20 năm, thì biết chị kể những đứa nghe 20 năm làm gái nó khổ cỡ nào chưa. Có những đêm phia chị vô cùng buồn bã và tuổi thân phận má hồng, thì biết khổ cỡ nào. Nếu ai nằm vô tâm trạng nó sẽ hiểu, không ai muốn cuộc đời mình sinh ra đời để làm người phụ nữ gì. Nhưng cuối cùng cô nghe những đức giảng, quyết định quay đầu luôn. Cuối cùng cô nghĩ làm gái luôn. Đó là những thành viên ít thôi đó, chứ nhiều người quay đầu được lắm đó. Thấy không? Những đức hỏi vì sao cô có thể quay đầu được. Cô nói rằng là chỉ đúng con cái, thầy nói thầy sai, thầy nói thầy xấu. Và cuối cùng con thấy rằng thầy sai xấu như vậy mà vẫn tu được. Như vậy thì con có sai xấu cỡ nào, con cũng quay đầu được. Cuối cùng bà quay đầu được. Các vị thấy chưa? Nên bằng ngày và bằng đêm mình cũng phải cảm ơn, thiện và ác mình cũng phải cảm ơn nha quý vị. Và phải tin nhân quả, vậy thì niệm Phật mới đắc lực. Thôi chúng ta hẹn gặp ở cực lạc đi quý vị ơi. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Chúng ta hẹn gặp nhau cực lạc nha. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật.